Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, một số bệnh thường gặp ở vịt mà bạn nên biết. Và ngày hôm nay, Vietcobeo sẽ giới thiệu các bạn một số loại bệnh đó. Thứ nhất, đó là bệnh viêm gan virus. Bệnh viêm gan virus ở vịt, triệu chứng, thời gian lùng bệnh từ 2 đến 4 ngày, bệnh tiến triển nhanh, khó phát hiện kịp. Vịt xã cánh, buồn ngủ, bỏ ăn, nằm đầu ngẹo ra sau hay về một bên, co giật toàn thân, sau đó mới chết ở tư thế duỗi thẳng. Bệnh tiến triển nhanh trong vòng 2 giờ, tỷ lệ bệnh 100%, tỷ lệ chết 95-100% ở vịt con 1 đến 3 tuần tuổi, 50% ở vịt 4 tuần tuổi trở lên. Thứ hai là bệnh tụ huyết trùng. Bệnh tụ huyết trùng gia cầm thể hiện sốt, bỏ ăn, xù lông, dịch tràn ra miệng, tiêu chảy, thở gấp, tỷ lệ chết 50%. Ngan vịt chết đột ngột rất nhanh mà chưa có dấu hiệu bệnh tật. Thứ ba, bệnh phó thường hạt. Triệu chứng: vịt con 3 đến 15 ngày tuổi thường bị nhiều ở thể cấp tính. Vịt lớn 45 ngày tuổi trở lên thường bị thể mãn tính. Ốm, tiêu chảy, phân loãng, có bọt khí, lông bít dính, ít đi lại. Chúng tách đàn, tụ tập thành nhóm, tìm chỗ ấm. Bệnh co trứng, lên cơn, run rẩy hai chân, co giật, kéo dài 3-4 ngày thì chết đến 70%. Thứ tư, bệnh nhiễm khuẩn E. coli. Triệu chứng: vịt trên 3 ngày tuổi có triệu chứng lông xù, rụt cổ, mắt lim dim, như buồn ngủ và tiêu chảy, phân trắng rồi chết. Trên đây là 4 căn bệnh phổ biến trên vịt. Vietcobeo mong muốn bà con hãy sử dụng các sản phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi uy tín, chất lượng, phòng bệnh hơn chữa bệnh ngay từ thuở ban đầu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.